Vaya. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Sơn, thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái tiêu đề game có tên là Nhanh ma quá. Ok, và không chần chừ linh ta tinh gì nữa. Đó là Minecraft E PE bảng 0.14.0. Bắt đầu vào game. Ok, chúng ta bắt đầu vào trong tiêu đề game Minecraft Pocket Edition. Bắt đầu play và sẽ bắt đầu vào game. Lưu, chúng ta sẽ chọn thế giới. Thế giới của tôi sẽ là... À, đây, ta sẽ chọn một thế giới. Đó chính là bóp vú không hết sữa. Bóp vú không hết sữa. Bóp vú không hết sữa. Rồi, ok. What the phone? Cái what the phone gì đây? Ok. Rồi, không chần chừ cái gì nữa. Vào luôn. Nhầm. Quả lúc nãy là lỗi kỹ thuật. Đùa các bạn thôi. Survival gì cho luôn. Và nó sẽ là bóp vú không hết sữa. Bố nhú không hết sữa. Ok. Ok. Bóp vú không hết sữa. Ok. Và không chờ chưa lấy đi. Chúng ta bắt đầu vào tựa được game. Bóp vú không hết sữa nào. Ok. Đâu quá chứ. Đây mà đó. Biết rồi. Chôn rồi. Nói thật chứ chôn rồi. Đúng không? Đừng có xì xắng với anh. Đấy là bố. Lại bánh này. Lại bố. Rồi. Chúng ta ở trong thế giới gọi là. Ở thì cũng tạm được. Đây rồi, cái tụi đang tìm đây rồi. Con cu huyền thoại. Nhìn nó giống con cu huyền thoại không? Nó là cấu tạo từ đá với đất với cát, nó thành con cu huyền thoại. Rồi, thì đầu tiên không có nhảm nữa. Và không nói nhảm linh tinh nữa. Chúng ta sẽ chặt cây. Chặt cây phải gây rừng phải không? Nhưng mà các cụ ngày xưa người ta từng nói là chặt cây rừng. Bây giờ gọi là chặt cây hoặc là một phê đó. Rồi mẹ, cái cây này nó không cho mình chặt. Không có cây này thì có cây khác. Thế thôi, đúng rồi. Không có cây này thì có cây khác. Còn méo. Rồi đào. Ok, định bậy thời gian rồi. Đào. Ok. Đào cái nào? Mình mất khoảng 15 phút để có thể đào cái cây này. Lấy lên. Mọi người hãy đợi mình một tí. Ok. Ok, và chúng ta đã kiếm được một số củi, một ít củi hả? Và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo một cái bàn chế tạo. Chế tạo để chế tạo bàn cái bàn chế tạo về. Rồi. Bây giờ em sẽ làm một cái creep. Rồi, bây giờ em sẽ làm một cái định mệnh thời gian nữa. Rồi, một cái bàn chế tạo. Rồi. Rồi mình sẽ làm một cái cúp kim. What the phone gì vậy? Ui. Bây giờ mà trời sập rồi. Trời sập cho mày khuất ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đào đá. Đập đá hiểu không? Các bạn nghe cái từ đập đá là hơi quen thuộc rồi. Bây giờ phải nghe cái chữ gọi là đục hít đá hiểu không? Chỉnh đá. Đục đá. Đập đá là hơi quen thuộc rồi. Rồi. Nhanh đi này này. Ly mày rồi. Đập đá, đập đít, đập lồn, đập gì cũng đít.
đập đá làm gì cũng được. Ôi nhú nhú. Sướng quá, sướng quá, ô sướng quá, ô ô cảm giác ta đang bay lên trời, ô sướng quá, ô chết mày chưa. Ok, chúng ta đã quay lại sau cái clip chết mày chưa. Chết mày chưa. Rồi, chết rồi, chết mày rồi. Chết mày chưa? Chưa. Chưa chết à? Chết mày chưa. Rồi, chúng ta đang đập tiếp đá. Chết mày chưa. Chúng ta dần dần hít được đủ cái để mọi người có thể bay lên trời. Rồi, rồi, không liên thuyên nhảm nhí nữa thì chúng ta đã kiếm được 32 cục đá. Và chúng ta sẽ bắt đầu lên đi. Ok. Lên đi. Ok. Bây giờ mình sẽ làm đồ đá. Sau khi có đồ gỗ thì mọi người phải làm được đồ đá. Mà không làm đồ đá thì làm được xếp toy. Ừ. Mọi người biết cái Chris, anh Chris đang một cái mơ bỏ không? Xếp toy. Và chúng ta đã có gậy xếp toy thì chúng ta có thể làm được cái cúp. Cúp bùi, bùi cúp. Đấy, chúng ta phải làm thêm lắp cái gậy xếp toy nữa. Rồi, một cái dê. Rồi, một cái kiếm thần thoại. Đây chính là cái kiếm huyền thoại. Gậy xếp toy huyền thoại. Đấy kìa, giết con cừu phê luôn. Có than kìa. Rồi, chúng ta sẽ đập tiếp thạch, đập tiếp đá. Chết mày chưa. Rồi, chúng ta thì đập than này khá là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ với các bạn là phải đập theo cái kiểu này của tôi à. Mọi người thế này á. Mọi người quẩy cứ quẩy như thế này. Đấy, thấy không? Đấy, gì cũng đập được hết mọi người. Nhắm mắt tôi quẩy, nhắm mắt. Đó. Mọi người làm sau khi một tiếp thì mọi người có thể biết được hậu quả của nó như thế nào. Nhưng mà tôi cứ làm lại. Cách này nó không phê. Đó. Rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Thì cái tập đầu tiên của mình là chỉ kiếm khoáng sản rồi linh tinh các thứ trong thế giới thôi. Rồi sau khi mình sẽ làm ngôi nhà trên núi. Đó, thấy không? Các bạn phải nói là ngôi nhà trên núi và dần dần mình sẽ mở rộng ra những cái... Thôi, cao quá, tôi làm được. Rồi, ok. Ok. Cái bàn chế tạo rơi xuống từ lúc nào nhỉ? Nó rơi xuống từ lúc sau khi đào, anh còn nhìn thấy lõm, anh không nhìn đâu. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm củi. Những việc bình thường trong Minecraft là chúng ta chuyên ra đi kiếm củi. Những cái việc rảnh là chuyên ra đi kiếm kiểu củi. Cái cây đổ, chim đổ to nhỉ. Thằng này chắc chịch. Rồi, con gái nó dùng cái trường. Tới được. Đấy. Con gái nó dùng cái trưởng gọi là nhốt chim vào lồng ấy, hiểu? Có thằng thế là có thằng nó không bỏ được chim ra, thế nó phải dùng kéo nó cắt cái chim của nó, thế là chim của nó lâu lắm nó đã đóng hóa thành và nó tất nhiên nó sẽ to như thế này. Ok. Và lúc mình có thằng nó gọi là quá danh. Nó thằng Quang. Quang. Mày không biết thằng Quang thằng nào. Thằng ấy nó yêu con lớp trưởng lớp mình. Và nó hiếu với con lớp trẻ lớp mình. Thông cảm nhỉ.
Yêu với con trưởng lớp mình. Ôi trời ơi, ui thánh quỷ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, nhiều thăng quá. Ôi trời ơi, ui thánh quỷ. Ôi trời ơi, ui trời ơi, ui trời ơi. Mẹ này nó, ui trời ơi, 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 lên phải lên như thế này không? Ui trời ơi, 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 ui trời ơi. Rồi. Vâng, mà chúng ta đang rất là đói. Và khi mà nói thì mọi người cần phải giết con đĩ lợn này. Mẹ con đĩ lợn này, mày chết không? Chết mày chưa? Và chúng ta đã làm được một số thứ ở cái thế giới này. Và mình hẹn mọi người tập sau sẽ tiếp tục chơi Minecraft của mình. Nếu có nhiều like, share, subscribe, kiểu như lâu lắm cũng gặp. Thế là hôm nay dành thời gian gặp mọi người. Thế giờ mình sẽ bắt đầu tìm một chỗ. Đó là được rồi. Tập sau mình sẽ đi khám phá cái hang ở kia và tìm những cái hiện tượng ở cái vùng đồng bằng của mình. Ui, cái hang này mọi người ơi. Ui, thanh bòe. Bây giờ nhá, nếu rảnh mình có thể làm một cái xuyên ơ, xuyên xuyên ơ, xuyên xuyên ơ, xuyên xuyên xuyên. Nó kiểu giống một cái tam giác tử thần. Đi qua đây là thằng nào về cũng phải có con, hiểu không? Người ta gọi là cái hang. Rồi, ở cái mặt trăng cũng lên rồi. Thì bây giờ mình đánh nhau với con này trước. Con này người ta thường gọi là skeleton, đúng không? Hay skeleton, hay skeleton, skeleton. Nhỏ đâu? Đấy, thấy không? Ta mấy cục xương cho mình. Xương chó, hiểu không? Đấy, con chó mình sẽ thuần phục nó ngay. Rồi, rồi. Ok, mình biết đằng sau mình là có con nhện nó đang đuổi theo mình. Mà mình chấp mẹ kẻ mẹ luôn rồi. Sợ em. Úi dồi ôi. Chết mày chưa. Ok. Ở nơi nó cái biển má của mày. Mày mẹ làm gì mày? Mày thích chết người à? Rồi, game. Và mình tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ like, share, subscribe, ủng hộ trên channel của mình nhá. Ok. Và nếu có nhiều like thì mình sẽ làm ở tập sau với thằng em của mình. Xin chào. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Bye bye. Bye bye. Có một đàn bà rất là thích quen một công chị đang cuộc đời cô bà thích giả bộ thành người rất sang. Hồi bà đi dạo dạo cái gì bà vẫn cũng giả nhưng bà thiệt xạo.